bây giờ chúng ta sẽ có trên mục đoán đúng thì sẽ được ăn. Chuẩn bị đây. Cả voi. Cả ngựa. Khủng long. Không phải. Răng khôn. Cái răng khôn của em lúc nhổ ra nó trông y chang như thế này. Không được ăn. Đấy, không được ăn. Răng khôn đúng không? À, con cá mập. Ui, con cá mập á? À, có cái vầy đúng không? Đây là à, đầu con gà, có cái mào. Không được ăn. Càng cua. Ừ, đúng không ta? Không đúng thì ăn. Không đúng. Đưa đây, đưa cả cái gói đây. Nước.